trong gương thế này. Ồ, xin chào phiên bản nhỏ của mình nhé. Không thể cưỡng lại khi thấy trò chơi nhảy lò cò. Dù bạn có là người nghiêm túc đến thế nào đi chăng nữa. Shhh, đâu có ai nhìn thấy đâu. Hồi còn nhỏ, ba mẹ không cho mình đem thú hoang về nhà. Nhưng giờ thì khác rồi nhé. Đừng từ chối mà. Chúng mình nuôi em cún này được không? Nhìn xem, em ấy đáng yêu quá đi. Chỉ nuôi một em thôi, hứa đấy. Em ấy dễ thương quá. Ờ, thế này nhé. Em cún này bị bỏ rơi trên đường, run lên vì lạnh. Mình không thể để mặc em ấy như thế. Với cả cún nhà mình cũng cần có bạn chơi cùng. Xin chào, xem mình tìm thấy gì này. Đây là lần cuối, hứa đấy. Hãy xem bé nhện đáng yêu này đi. Đảm bảo hai người sẽ nhanh chóng thân với nhau đấy. Bạn vừa vẽ xong một bức tranh dễ thương. Bạn cần đem khoe với mọi người ngay lập tức. Xem tranh tớ vẽ này. Tự vẽ hết đó nha. Không ai vẽ giúp tớ đâu nhé. Tranh rất đẹp đúng không? Đem đi thi hội họa được đấy. Xin chào, có muốn đi nhờ xe không? Không, mình không muốn dậy đi làm đâu. Ngủ thêm 5 phút nữa thôi. Đi mà. Hôm nay không đi đâu hết. Mình sẽ xin nghỉ ốm. Đừng lấy chăn của mình mà. Mình muốn đắp chăn đi ngủ. Mẹ ơi, mẹ đã bao nhiêu tuổi rồi cơ chứ? Chuẩn bị đi nào mẹ ơi. Mẹ phải đi làm rồi, con còn đi học chứ. Mẹ đây rồi. Ba lô của mẹ này. Con chuẩn bị cơm trưa cho mẹ rồi nhé. Tối về con sẽ phê bình mẹ sao. Chíp chíp chíp. Ăn đi này những bé bồ câu. Ăn nhiều và sống mạnh khỏe nha. Và giờ, ước mơ từ thời thơ ấu của mình. Hey! Dù mình lớn thế nào thì đuổi bắt chim bồ câu vẫn rất vui. Hồi còn bé mình không được đi bắt bọ. Nhưng giờ mình thích thì mình cứ bắt thôi. Xem bộ sưu tập bọ cánh cứng của mình này. Thật đáng yêu phải không? Mình thích chú gián nhỏ này nhất. Nếu người lớn cũng chơi trốn tìm như trẻ con thì thế giới này sẽ có rất nhiều người bị chọc điên lên đấy. Bắt được rồi. Ôi tách trà hoa cúc của mình. Sao mình toàn gặp những chuyện kỳ lạ thế chứ. Trốn trong tủ thì thật là trẻ con. À, bạn đến từ hoạt hình công ty quái vật hay sao? Làm việc văn phòng mới căng thẳng làm sao? Trông ai cũng bận rộn hết. Không ai cản mình chơi bập bênh trên ghế. Thật tuyệt. Mà cũng đúng, lớn rồi phải có quyền chơi chứ. Ôi da, ngã đào quá. Thảo nào mẹ không cho mình chơi. Nhưng mà thật là vui. Vũng nước này trông hay ho quá. Nhưng bạn là một phụ nữ nghiêm túc đang đi giày cao gót đấy nhé. Vũng nước ơi, mình đến đây. À, như này mới gọi là hạnh phúc chứ. Xong rồi thì giả vờ như chưa có gì xảy ra nha.
mình thích nấu ăn cho nửa kia của mình. Hôm nay sẽ làm cho anh ấy bất ngờ. Nấu mâm cơm 3 món nha. Ở trong bếp cả nửa ngày rồi. Và đây, những món ăn tuổi thơ siêu ngon. Bát trái cây này, đây là đồ nhựa mà. Đĩa này là salad cỏ sao? Và món chính là súp bùn. Anh có thích món này không? Em đang đùa à? Xin lỗi em yêu, nhưng anh có phải con nít 3 tuổi nữa đâu. Anh sẽ đi tìm người vợ khác trưởng thành hơn. Cậu đồng nghiệp kia đang bò đá sàn kia, không cưỡng lại được. Hoan hô, cưỡi ngựa này. Chạy đi ngựa ơi. Xin lỗi. Sếp đang làm gì thế ạ? Dở hơi quá. Lẽ ra phải đặt yên ngựa lên rồi mới cưỡi. Bạn còn nhớ hồi nhỏ mình thường dùng cái gì làm tiền chơi đồ hàng hay không? Anh bạn cao to này vẫn giữ thói quen từ ngày bé. Cho mình thanh toán nha. Chờ đã nào, thời nay rồi vẫn trả tiền bằng lá cây sao? Anh chàng này nghiêm túc quá. Đây, bạn cầm đi, tiền thưởng thêm đấy nhé. Ơ kìa em ơi. Tăng làm xong đi uống nước, đúng là tuyệt vời. Nhưng hình như bạn bè kia đi chơi trò khác rồi. Này, bạn kia đâu rồi nhỉ? Để mình đi tìm cậu ấy. Các cậu này đi đâu được ta? Xin chào. Ồ, hẳn rồi, cậu ấy đi chơi nhà bóng. Thôi nào, ra ngoài đi, ngay lập tức. Thì ra vậy. Mọi người chán quá đi. Tất cả có mặt đông đủ rồi. À không, cậu bạn kia lại muốn đi đâu rồi? Cậu ấy lại đi quá lâu rồi. Hay là có chuyện gì xảy ra nữa? Ôi, lần này thì đi chơi nhà xốp, chứ còn ở đâu được nữa. Thật là mềm quá. Mình cũng muốn khi lớn vẫn vui chơi như thế. Thì ra bạn ở đây à, Peter Pan. Quay lại chỗ mọi người nào. Bắt mình đi. Bạn bị hình xốp giữ làm con tin rồi. Mình thắng rồi nha. Uống trà cùng bạn bè vui thật nhỉ. Bộ đồ ăn này đẹp đấy chứ. Bạn mới mua bộ ấm chén này hả? Có trà rồi đây. Cẩn thận nhé, nóng lắm đó. Chờ chút đã, mình chơi trò uống trà không khí đấy à. Tất nhiên rồi, có phải đi uống trà thật đâu. Cái gì cơ? Bạn muốn thêm đường không? Uống từ từ thôi nha, kẻo bị bỏng lưỡi. Ăn bánh quy nữa này. Cảm ơn các bạn đã đến uống trà nhé. À, nóng quá, sao lại hất trà vào tớ? Lần sau hãy uống trà không khí với những người bạn không khí nha. Trông kỳ cục quá. Chị ơi, chị làm gì vậy? Sao bạn cứ nhìn mình chằm chằm thế? Hả? Thế là thô lỗ lắm đó nha. Không sao đâu mà. Chỉ là mình vừa đi vừa thè lưỡi vào người ta thôi. Khi còn nhỏ, mình mong ước được mặc bất cứ trang phục nào mà mình thích. Giờ khi đã lớn rồi, mình có thể thực hiện được ước muốn ngày xưa. Đúng kiểu trang phục mình thích từ hồi bé. Có đáng yêu hay không? Mình có cánh này. Sao người lớn lại không mặc như thế này nữa nhỉ? Chán ghê.
mọi người trong văn phòng thật nhạt nhẽo và căng thẳng. Nhìn là biết chẳng có ai đang mặc đúng trang phục họ ao ước hồi còn nhỏ. Mọi người chỉ mặc đồ giống nhau. Bạn của bạn biết trang điểm à? Ôi thích thật đấy. Đây đúng là ước mơ của mọi cô gái. Kỳ diệu quá đi. Phấn môi mặt. Che khuyết điểm. Phấn mắt. Son môi. Mẹ mình cũng thường dùng mấy món này. Ôi, ước gì được trang điểm như người lớn nhỉ? Bạn mình đi rồi. Đã đến lúc mượn đồ trang điểm của bạn ấy. Ôi, bạn ấy quay lại sớm quá. Tớ có làm gì đâu. Đừng mắng tớ. Bạn có thích trở lại tuổi thơ trong hình hài người lớn không? Hãy bình luận xem bạn thích làm trò gì khi lớn lên nhé. Và đừng quên bấm like cho video của chúng mình, theo dõi kênh và nhấn nút hình quả chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện thú vị trên Trôm Trôm nhé.